Trong video này, em xin giới thiệu dòng tủ đông có dung tích khá lớn dành cho quán xá hoặc dùng trữ thực phẩm đông lạnh. Tủ có hai nắp mở lên với dung tích 900 lít. Đây là dòng tủ đã qua sử dụng rồi, điện máy Tân Bình bán thanh lý bảo hành 12 tháng. Nếu quý anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại Zalo trên màn hình để được tư vấn. Tủ đông của hiệu Alaska là thương hiệu nổi tiếng, được nhiều khách hàng tin dùng. Máy móc còn zin nguyên bản, dàn lạnh bằng ống đồng. Tủ còn khá mới, hoạt động êm và ít hao tốn điện năng. Bên trong ít bị móp méo, tủ có chiều dài hơn 2 mét. Và đây là dòng tủ đông dung tích 1.100 lít với 3 cánh cửa mở lên. Những dòng tủ đông chuyên dùng cho trữ thực phẩm đông lạnh, công ty điện máy Tân Bình có bán hàng mới chính hãng với giá rẻ nhất và hàng thanh lý qua sử dụng. Ngoài ra, nếu quý khách có nhu cầu lắp đặt kho đông lạnh, kho lạnh có cửa kính trưng bày thì xin liên hệ để được tư vấn. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.